Giây phút hấp hối trước khi qua đời, nghệ sĩ Vũ Linh chảy nước mắt khi nghe cuộc gọi từ Tài Linh ở Mỹ. Theo thông tin từ nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh cho biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nằm bệnh viện hơn 10 ngày qua. Cậu lúc tỉnh lúc mê. Sáng nay 5 tháng 3, Vũ Linh tỉnh táo và muốn về nhà. Gia đình chiều ý cậu. Cậu về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi điện về khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt. Sau một hồi kinh, cậu đã ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 66 tuổi. Di ảnh thờ cũng là bức ảnh trên cáo phó, cũng là bức ảnh Vũ Linh thích nhất do nhiếp ảnh gia Hoàng Vinh chụp. Còn lại những bức ảnh kèm theo này sáng mai, khán giả đến viếng Vũ Linh sẽ nhìn thấy được trưng bày, đây cũng là những vai diễn huyền thoại của cậu. Các cô đào gắn liền với tên tuổi Vũ Linh như Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Vân Hà đã có mặt tại nhà nhìn cậu lần cuối. Chỉ thiếu hai cô đào Thanh Thanh Tâm và Tài Linh ở Mỹ chưa về kịp. Cậu nằm đó như đang ngủ, gương mặt vẫn sáng ngời. Tối nay trên bầu trời, có một ngôi sao đã tắt. Ca sĩ Quang Thành cho biết chính nghệ sĩ Tài Linh là người đã báo tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời cho anh biết. Chị Tài Linh gọi điện thoại cho tôi, khóc rất nhiều. Những năm qua, khi sức khỏe anh Vũ Linh yếu thì những cuộc điện thoại của tôi và chị cũng nhắc nhiều về anh. Tài Linh nói thương anh Vũ Linh mà không biết phải làm sao, chỉ nhắc anh giữ gìn sức khỏe chứ không biết làm gì hơn. Anh Vũ Linh cũng mong muốn có thể hội ngộ chị Tài Linh để cùng nhau hát. Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau, rất thân thiết. Anh cũng cho biết nghệ sĩ Tài Linh nói với anh rằng cô sẽ về Việt Nam trong tháng 3 năm nay, tuy nhiên do bận việc gia đình nên không thể về được. Giờ đây, khi nghe tin anh Vũ Linh mất thì sức khỏe chị lại ảnh hưởng, có thể lại càng không về được. Trước đây mỗi khi về Việt Nam, Tài Linh đều đến thăm Vũ Linh, người anh đồng nghiệp quan trọng nhất cuộc đời Tài Linh. Vũ Linh, sinh năm 1958. Trong khi đó, nghệ sĩ Tài Linh hơn Vũ Linh 2 tuổi. Tên tuổi của cô ghi dấu qua loạt tác phẩm Tân Cổ Giao Duyên, Vở Cải Lương Tâm Lý Xã Hội. Được biết, vào thời điểm Vũ Linh công tác ở đoàn Trần Hữu Trang, anh đề nghị trưởng đoàn mời Tài Linh diễn cho sân khấu. Sau đó, cả hai kết đôi với nhau khi đóng vở diễn Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Lần đầu đóng chung nhưng lại ăn ý và tạo được hiệu ứng tốt với khán giả. Từ đó, họ tạo nên hiện tượng sân khấu với loạt vở khác như Không Bán Tình Em, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Thậm chí, vào thập niên 90, cả hai còn được mệnh danh là cặp đôi đắt sâu hàng đầu sân khấu cải lương. Chính vì kết hợp ăn ý, không ít lần khán giả mong rằng họ đóng giả nhưng tình thật. Tuy nhiên, cuối cùng, cặp đôi chỉ xem nhau là tri kỷ. Từ năm 2003, nghệ sĩ Tài Linh bất ngờ sang Mỹ định cư. Điều này khiến khán giả tiếc nuối. Riêng Vũ Linh, những năm gần đây, anh bị bệnh nên ở ẩn. Thời gian gần đây, khi sức khỏe ổn định hơn, anh mới đồng ý diễn cho một số nghệ sĩ thân thiết. Cuộc đời buồn của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh. Đau xót vì người con trai đoản mệnh, lúc tuổi già không vợ con. Là ngôi sao sáng giá của sân khấu cải lương ở thời kỳ huy hoàng nhưng cuộc đời của nghệ sĩ Vũ Linh cũng phải trải qua không ít những thăng trầm. Khi còn là một kép hát tỉnh lẻ, Vũ Linh có mối tình sâu đậm với một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà giàu nhưng vì bố mẹ nàng phản đối, định kiến với kiếp cầm ca của anh nên cả hai đã chia tay trong nước mắt. Từ đó, Vũ Linh dấn thân vào con đường đỏ đen nhưng sau đó được sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người thầy của mình, nghệ sĩ Diệu Hiền nên anh đã thức tỉnh. Sau mối tình bị đứt gánh giữa đường, Vũ Linh ăn ở với một cô gái gần nơi mà đoàn diễn đóng đô diễn khiến cô gái này mang bầu. Sau đó cô gái này đã sinh cho Vũ Linh một cậu con trai giống anh như tạc, nhưng phận mỏng nên mới 2-3 tuổi cậu bé bị giật kinh phong rồi qua đời khiến Vũ Linh đau lòng, khóc hết nước mắt. Cú sốc này lần nữa khiến Vũ Linh quay trở lại những tháng ngày ngập trong hơi men. Một lần nữa người thầy, nghệ sĩ Diệu Hiền đã vực anh dậy, giúp anh trở lại sân khấu. Một thời gian sau, Vũ Linh bắt đầu hẹn hò với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm và từng tính đến việc kết hôn nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Sau đó, Vũ Linh có trải qua một vài mối tình nhưng cũng không kém phần đau thương, cuối cùng anh vẫn cô đơn. Cả đời anh gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng, bảo bọc cho cha mẹ và các em nên quên nghĩ tới phần mình. Mặc dù được rất nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộn nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Một ngày, anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết, anh động lòng trắc ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, bị anh rể dụ dỗ, dọa nạt nên mang bầu. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng.
Vũ Linh biết chuyện liền xin cô bé về nuôi. Tiến là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh. Cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra. Cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con rồi cũng dang dở một lần. Ngoài Hồng Loan, Vũ Linh còn có người hai người nuôi được nhiều người biết đến là nghệ sĩ Bình Tinh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thoại Mỹ, Thanh Hằng khóc nức nở trong tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một trong những tượng đài làng cải lương Việt Nam qua đời khiến không ít khán giả bàng hoàng, xót xa. Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, bệnh tình của cố nghệ sĩ chuyển biến nặng, có lúc phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Cây đại thụ của nghệ thuật tuồng cổ qua đời ngày 5 tháng 3 ở tuổi 67 tại nhà riêng, sau thời gian mắc ung thư. Nghệ sĩ Thoại Mỹ, Thanh Hằng khóc nức nở khi đến nhìn mặt đàn anh lần cuối tại nhà riêng. Các nghệ sĩ tất bật cùng với gia đình lo hậu sự chuẩn bị làm lễ nhập quan tối nay. Rất đông nghệ sĩ và người thân có mặt tại nhà riêng nghệ sĩ Vũ Linh tại quận Phú Nhuận. Nghệ sĩ Linh Tâm đến từ sớm bạn diễn gắn bó với ông cả trên sân khấu lẫn cuộc sống tưởng nhớ. Anh thường nói, ông tổ cho ta nghề hát, đừng đem cái duyên đó đi kinh doanh mà phải dành trọn cho sân khấu. Suốt đời, anh cống hiến trọn trái tim một nghệ sĩ chân chính, chưa từng vướng điều tiếng. Gia đình nam nghệ sĩ đã chia sẻ cáo phó, thông tin về lễ an táng của ông. Theo đó, ông từ trần lúc 12h30 phút ngày 5 tháng 3 năm 2023, hưởng thọ 67 tuổi. Lễ nhập quan sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2023, tức ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão tại nhà riêng của nghệ sĩ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan lúc 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2023. Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, nằm gần ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Thoại Mỹ sĩ xúc động bày tỏ Vũ Linh là người mà cô yêu thương, kính trọng nhất. Vĩnh biệt anh Năm, người anh thương yêu nhất của em. Từ nay anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ đã mất đi một nghệ sĩ tài hoa, một người anh cả của cải lương Hồ Quảng luôn tâm huyết và khao khát chỉ dạy nghề cho đàn em, cháu. Một tượng đài của ngành sân khấu cải lương. Xót xa lắm anh ơi, trong lúc này lòng em thực sự rối bời, có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng em không thể nói ra hết. Nguyện cầu anh bình yên, thanh thản về với tổ nghề. Anh luôn là người anh mà em yêu thương kính trọng nhất. Thoại Mỹ mãi mãi vẫn là cô em gái nhỏ của anh, nhà anh Năm. Theo nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu, Chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ngoài ung thư trực tràng, ông Hoàng Hồ Quảng của sân khấu cải lương mắc nhiều bệnh nền như đường ruột, cột sống, không thường xuyên đi hát. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhiều năm nay rời xa sân khấu. Ông chỉ nhận lời biểu diễn từ một số nghệ sĩ quen thuộc, trong đó có live show kiếp cầm ca của nghệ sĩ Hồng Nga, gần đây nhận lời biểu diễn cùng nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh nổi lên như một ngôi sao sáng của làng sân khấu. Ông hội tụ đủ các yếu tố của một ngôi sao với ngoại hình cao ráo điển trai, diễn xuất linh hoạt, đa dạng trong nhiều thể loại cải lương như tâm lý xã hội, tuồng cổ. Trong sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được mệnh danh là ông Hoàng cải lương Hồ Quảng và đến hiện tại chưa nghệ sĩ nào có thể nối ngôi danh xưng này của Vũ Linh.